Ngày 13 tháng 10, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố bà Đặng Thị Hàn Ni nhà báo, luật sư, 46 tuổi, quê Quảng Ngãi tạm trú tại quận 7 và Trần Văn Sĩ luật sư, 66 tuổi, quê Cần Thơ về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Ngoài việc yêu cầu xử lý những người làm nhục mình và chồng là ông Huỳnh Ý Dũng, bà Nguyễn Phương Hằng còn yêu cầu bồi thường số tiền lên đến 500 tỷ đồng. Theo kết luận điều tra, Bà Đặng Thị Hàn Ni phát ngôn liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng là do bị can cho rằng bà Hằng có những lời lẽ xúc phạm mình. Bị can Trần Văn Sĩ khai những phát ngôn liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng là do bà Hằng nhục mạ nghệ sĩ có những lời lẽ trái với thuần phong mỹ tục. Còn phát ngôn của ông Sĩ liên quan đến công ty cổ phần Đại Nam và quỹ Hằng Hữu là do bà Hằng yêu cầu nghệ sĩ sao kê tài khoản ngân hàng liên quan việc từ thiện. Trong quá trình ghi nhận lời khai, ông Huỳnh Ý Dũng chồng của bà Hằng đã yêu cầu cơ quan điều tra xử lý theo đúng quy định pháp luật đối với hành vi của bị can Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sĩ. Bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng bà Đặng Thị Hàn Ni và ông Trần Văn Sĩ đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm, gây thiệt hại kinh tế công ty cổ phần Đại Nam, gây mất uy tín quỹ từ thiện hàng hữu nên yêu cầu bồi thường thiệt hại số tiền 300 đến 500 tỷ đồng để sung vào công quỹ của nhà nước. Theo tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, trong các vụ án hình sự, người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền đưa ra yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật của bị cáo gây ra. Thiệt hại có thể là thiệt hại vật chất và thiệt hại về tinh thần, đương sự có quyền đưa ra yêu cầu mức bồi thường nhưng cũng có nghĩa vụ phải chứng minh bằng các chứng cứ là yêu cầu của mình có căn cứ và hợp pháp. Đối với thiệt hại về vật chất phải chứng minh rõ hành vi trái pháp luật xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản, làm cho tài sản bị mất, bị hư hỏng, làm giảm sút giá trị. Cho đến nay, ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng vẫn chưa cung cấp các tài liệu chứng minh thiệt hại vật chất và thiệt hại về tinh thần. Theo Tổng cục Hải quan, các vụ việc vi phạm trên tuyến hàng không tăng đột biến so với cùng kỳ năm trước. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến khai báo hải quan, thủ tục kiểm tra, giám sát hải quan. Theo đó, trong quý 3 năm 2023, tình hình buôn lậu vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới diễn ra hết sức phức tạp. Các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức vận chuyển với thủ đoạn ngày càng tinh vi như cất giấu ngụy trang ma túy thành hàng hóa, hành lý thông thường mang theo người. Tình hình tội phạm ma túy có chiều hướng gia tăng trên tuyến hàng không, tập trung chủ yếu qua cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, từ các nước châu Âu, châu Mỹ có sự chuyển dịch từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ra sân bay quốc tế Nội Bài, sau đó vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt vào phía Nam. Trong quý 3, toàn ngành đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 1069 vụ vi phạm qua tuyến hàng không, tổng trị giá tăng vật vi phạm hơn 802,3 tỷ đồng, tăng 856 vụ, và tăng hơn 759 tỷ đồng trị giá hàng vi phạm so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Tổng cục Hải quan, các vụ việc vi phạm trên tuyến hàng không tăng đột biến so với cùng kỳ năm trước. Cục Cảnh sát Hình sự vừa phá đường dây lừa đảo mua tour du lịch VIP, vé máy bay thu lợi hàng tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước. Theo đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Trần Hà My, 27 tuổi, cùng hai đối tượng khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết tháng 4, các bị can trên đã nói chuyện với một nghi phạm tên Sam chưa rõ lai lịch thông qua ứng dụng Telegram. Sam đã đưa cho ba bị can các tài khoản Facebook có hàng ngàn người theo dõi để đăng thông tin quảng cáo, cung cấp các tài khoản ngân hàng không chính chủ để nhận tiền. Đến khi có khách liên hệ, các bị can sẽ sử dụng mạng xã hội để trao đổi, nhận thông tin đặt phòng và vé máy bay. Lợi dụng chính sách trong 24 tiếng chưa phải thanh toán tiền đặt phòng của trang booking.com, các đối tượng sẽ đưa cho nạn nhân những mã đặt phòng, mã vé máy bay chưa thanh toán, yêu cầu họ chuyển tiền rồi chiếm đoạt. Sau khi nhận tiền các bị can liên chặn toàn bộ các phương thức liên lạc với nạn nhân. Bằng thủ đoạn trên nhiều bị hại trên cả nước đã bị chiếm đoạt tổng số tiền hàng tỷ đồng. Số tiền lừa đảo sam hưởng 25%, còn lại chia cho ba đối tượng còn lại. Hiện cục cảnh sát hình sự đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố Bùi Anh Dũng sinh năm 1969 và 5 đối tượng khác về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả. Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra bắt quả tang công ty trách nhiệm hữu hạn toàn năng phát đóng tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa do ông Bùi Anh Dũng làm giám đốc đang có hành vi san chiết ga trái phép. Kết quả kiểm tra khu nhà kho có diện tích khoảng 200m2 của công ty này. Cơ quan công an phát hiện đang có nhiều người thực hiện hành vi sản xuất ga giả, các nhãn hiệu nổi tiếng và vận chuyển lên xe ô tô tải để đưa đi bán cho khách hàng. Cơ quan công an đã tạm giữ 728 bình ga thành phẩm, 494 vỏ bình, 3 xe ô tô, 3 xe bồn và nhiều dụng cụ trang thiết bị phục vụ sang chiết ga lậu. Bước đầu, giám đốc công ty là Bùi Anh Dũng và nhân viên đã khai nhận hành vi sang chiết ga trái phép tại cơ sở của công ty. Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Lê Thanh Hưng, sinh năm 1991, trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, mặc dù không có năng lực nhiệm vụ, song Lê Thanh Hưng đã tự nhận mình có khả năng giải quyết thủ tục chọn gói về đất đai như là làm hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đó nhận làm hồ sơ xin tách thửa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Để bị hại tin tưởng sau khi nhận tiền từ các bị hại, Hưng đặt làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên mạng xã hội rồi đưa cho nạn nhân. Bước đầu, Công an huyện Nghi Lộc xác định trong thời gian từ cuối tháng 10 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023, Lê Thanh Hưng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 6 bị hại với tổng số tiền là hơn 2,7 tỷ đồng. Trong tuần qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Yên và thành phố Tuy Hòa liên tiếp triệt phá các đường dây cho vay nặng lãi xảy ra trên địa bàn tỉnh. Trong đó có nhiều nhóm đối tượng từ các tỉnh khác đến hoạt động với phương thức tinh vi, manh động. Đây là nhóm đối tượng từ Nam Định vào Phú Yên lưu trú để thực hiện hành vi cho vay nặng lãi với bị công an thành phố Tùy Hòa bắt giữ vào ngày 8 tháng 10 vừa qua. Hình thức của nhóm này là đăng thông tin cho vay lãi suất thấp trên các trang mạng xã hội, nhưng thực tế khi còn nợ vay rồi thì phải trả lãi suất rất cao. 5 triệu thì Góp ngày góp 300 21 ngày mà 25 ngày thì góp ngày 250 ạ. Khi người dân mà không có khả năng chi trả thì mình có cái những cái vì gì? Thì bọn em nhắn tin trừ bới hoặc là đến nhà đòi tiền ạ. À? Chỉ trong vòng một tuần, tại Phú Yên đã có hai nhóm cho vay nặng lãi với tổng cộng 16 đối tượng bị cơ quan công an tỉnh Phú Yên và thành phố Tuy Hòa bắt giữ. Lãi suất mà nhóm đối tượng cho vay là từ trên 400 đến 800% một năm có nhiều vụ lên đến 900% một năm. Hành vi cho vay cũng được các đối tượng tổ chức tinh vi và đánh lừa người vay, khiến các khoản nợ tăng lên hàng ngày, đến mức người vay không thể trả nổi. Hoạt động của các nhóm đối tượng cho vay nặng lãi là nguyên nhân làm nảy sinh các vụ việc vi phạm pháp luật như cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, gây mất trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, Công an tỉnh Phú Yên kiên quyết xử lý, đồng thời tích cực tuyên truyền người dân tránh xa cạm bẫy tín dụng đen. Kính thưa quý vị, trong thời đại thương mại điện tử bùng nổ thì việc trở thành cộng tác viên đại lý của những sản thương mại điện tử lớn là một xu hướng tìm kiếm công việc của người lao động hiện nay. Lợi dụng việc này, nhiều đối tượng lừa đảo đã lập ra những trang web giả mạo sản thương mại điện tử lớn như là eBay, Amazon, Taobao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ghi nhận của phóng viên VTC. Không cần kinh nghiệm bằng cấp, kho bãi, đi làm, bán hàng hay tiếp thị, công việc hàng ngày của anh Nam ngụ thành phố Hồ Chí Minh khi trở thành cộng tác viên của công ty trách nhiệm hữu hạn Amazon Việt Nam có địa chỉ đăng ký kinh doanh ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chỉ là kiểm tra đơn hàng của khách rồi chuyển khoản trước cho công ty. Đến khi công ty nhận được tiền của khách sẽ hoàn trả cho anh cộng thêm phần vài chục phần trăm. Ban đầu khi thanh toán cho cộng tác viên những mặt hàng nhỏ trị giá vài đô la Mỹ thì công ty trả lợi nhuận rất nhanh. Nhưng khi cộng tác viên thanh toán mặt hàng trị giá gần 4.000 đô la như thế này, thì mọi việc sẽ khác. Chỉ vấn đề là mình đã thanh toán tiền cho đơn hàng, theo dõi thanh toán tiền đơn hàng và xong sau đó là đợi là cái cái, đơn hàng đã được chuyển giao và cuối cùng là đợi nguồn tiền về. khi mà bắt đầu nó không phát triển được nữa, nó đến một mức độ nhất định này kia hoặc là thấy động tĩnh thấy rụt lịch hoặc là thấy một số lượng lớn cá đã bắt câu mà đủ lớn rồi thì thế là người ta gom thôi. Từ giấy phép kinh doanh có nhiều điểm bất thường của công ty trách nhiệm hữu hạn Amazon ở Bà Rịa Vũng Tàu mà anh Nam cung cấp, Phóng viên có liên hệ với người đại diện pháp luật trên giấy phép thì được biết, trước đây anh có mở một công ty về thực phẩm trên địa bàn cũng có tên là Amazon nhưng đã làm thủ tục đóng cửa công ty. Tuy nhiên, các đối tượng lừa đảo lại lấy tư cách pháp nhân của công ty đã đóng cửa nói trên để lừa đảo. Thậm chí số điện thoại liên hệ cũng là số của chủ công ty cũ. Vậy nên hàng ngày, người đàn ông ở Vũng Tàu bỗng nhiên nhận được hàng chục cuộc điện thoại truy vấn của người dân bị lừa đảo ngày hôm qua cũng như cũng có trường hợp gọi tới phản ánh là coi như uh, bị lừa hơn cả tỷ bạc vô hơn một tí là chuyện rất là bình thường chuyện rất bình thường rồi có người coi như là, là, mới bị lừa ngày hôm qua cũng vậy nha. có người bị lừa là làm mười lăm triệu rồi xong rồi nó kêu là chuyển thêm vô cho nó hai trăm triệu nữa thì bắt lòng người ta mới à, uh, mới, mới gọi cho mình theo các chuyên gia lao động việc làm, thì hiện tượng lừa đảo nói trên khá phổ biến trong xã hội ngày nay. Khi nhiều người lao động mất việc, có nhu cầu tìm kiếm việc làm, trong khi đó thủ đoạn của các đối tượng lại rất tinh vi, chuyên nghiệp và biết đánh vào tâm lý việc nhẹ, đơn giản nhưng lương cao của người lao động. Họ không có yêu cầu một cái bộ hồ sơ cá nhân gì cả, nhưng mà chúng ta biết rằng ở thành phố Hồ Chí Minh đi làm việc là chúng ta phải có một bộ hồ sơ cá nhân vô làm rồi có tiền thì nhận tiền qua như vậy thì không có đúng theo cái quy trình tuyển dụng của của các cái doanh nghiệp mà uy tín đàng hoàng bài bản cái thứ hai là trên những cái trang web đó thì chúng ta nên kiểm tra lại coi có phải là chính chủ hay không bởi vì những cái trang web mà chính chủ thì người ta được chăm sóc rất kỹ và người ta sẽ có à, tên của đơn vị, có địa chỉ cũng như là có cái người đại diện để tuyển dụng. người dân muốn tìm tới công việc thì hãy tỉnh táo vì không dễ gì có những cái việc mà đơn giản mà có thể có mức thu nhập cực kỳ cao. Chúng ta có thể thông qua những trung tâm giới thiệu việc làm tại địa phương để từ đó tìm kiếm các công việc và để đảm bảo là tìm được những công việc nó an toàn về pháp lý và đảm bảo thu nhập cho chúng ta. Trang web, tên, logo của các sàn thương mại điện tử lớn, thậm chí của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số của Bộ Công Thương cũng đang bị các đối tượng giả mạo để lừa đảo. Vậy nên người dân cần tìm hiểu kỹ để tránh sập bẫy của các đối tượng trên không gian mạng hiện nay. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục đường dây nóng của chúng tôi ngày hôm nay. Số điện thoại tiếp nhận thông tin nóng 083 722 5566, địa chỉ email đường dây nóng a.vtc.gov.vn. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.